Hello anh em, thì hôm nay mình chạy con cá ra cho Vin X mượn chụp hình ha. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn chụp hình xe hay là nữ hay có nhu cầu gì đó thì hú mình tiếng, thì chi phí xăng cộ thì anh em mình có thể bàn bạc với nhau. Thì hôm nay Vin X chụp hình với lại con này. Bên mình còn có Z1000, có nhiều dòng xe lắm nha anh em nha. Nhiều anh em nào muốn chụp hình thì cứ inbox cho mình. Còn chạy thì bên mình không có cho mượn đâu nha. Chụp hình thì được ha anh em ha. Chạy thì sợ mấy anh em không biết dưỡng xe, lại không biết chạy nó hư xe anh em mà. Với lại xe nhiều đồ chơi. Không make up vẫn đẹp ha nè. Ô, anh không mà xài áp nha, mình quay là không xài áp. Này không biết lên hình nó có đẹp không. Lẹ chung cư ta đuổi giờ. Chung cư ta đuổi. Đẹp hơn đây. Con cá mình thích con cá này bởi vì góc nào cũng đẹp, chụp góc nào cũng đẹp hơn anh em. Xong thời gian thì lựa góc này, anh em đón chờ những tấm hình nha. Mở áp rồi là sáng hơn. Đúng rồi. Chị chụp bằng cái gì vậy chị? Qua đi chị, qua đi. Đứng bên đây mới bô được dáng, đứng bên kia bị mất cái chân rồi. Chuyển lẹ. Xe đen, cá đen, người đen, đen thui tù lùi.
chưa? Nó chắc nó phải chụp chay thiệt á. Em suy nghĩ đi, em suy nghĩ nó bị chụp chay. Em thấy gì? Em suy nghĩ nó bị chụp chay á. Chụp chay á, khỏi nãy hả? Quay mà mỏi tay luôn nè. Đẹp mà sao không Mừng? Đẹp mà. Ừ, nó bị nó sao ta? Nó bị gì? Nó to tới sao gì không sao, không sao. Cái xe mẫu thôi. Rồi, mình không quay nữa nha anh em. Quay mỏi tay quá. Ê, cho anh em ngắm hình sau nha. Nó quay cầm mỏi tay quá anh em ơi. Cầm mỏi tay quá, nãy giờ quay mấy phút rồi. Quay anh quay vlog chơi à? Nè. Chụp đi. Chụp đi.